Người đẹp, làm gì vậy? Cứu tôi với, làm gì vậy? Cứu tôi, cứu tôi với. Cảnh sát đây, các người đang làm gì vậy? Đừng có nhiều chuyện quá. Con đang bàn nhiều chuyện định chạy hả? Cứu tôi! Thả cô ấy ra, cứu tôi, không được đến gần. Sếp, họ ở bên kia kìa. Địa chỉ đúng không? Đúng rồi. Lúc đó vị trí của anh đang ở đâu? Tôi từ trên kia rớt xuống. Lên xe đi. Trần Huy. Ừ. Gã này trông quen lắm. Tôi chưa gặp qua. Anh ta lấy thẻ cảnh sát ra kìa. Tôi nhớ ra rồi. Anh ta là đội trưởng đội xe ở sở cảnh sát Cửu Long. Thế hả? Đội trưởng đội xe mà dũng mãnh như thế sao? Quả thật mới gặp lần đầu. Thành, bánh xe mềm rồi. Tôi biết rồi anh Quyền. Anh Quyền, tôi xuất xe đây. Được. Chào anh Quyền. 10 giờ sếp Quý sẽ dùng xe. Tôi biết rồi sếp. Tám giờ rưỡi. Hoa Hoa, có hả? Giúp tôi đưa cho anh Quyền. Dân, thưa sếp. Kiều Mỹ. Kiều Mỹ. Sao càng gọi anh càng đi vậy? Tôi làm lịch trực tuần, giúp tôi đưa sếp chỉ huy. À, đúng rồi, thứ năm này Trịnh Hạo Đông nghỉ phép. Ai trực thay cho anh ta, để tôi kiểm tra giúp cô. Được, cảm ơn anh. Anh Quyền, lịch trực của PSU1.
Anh Uy, chào anh Quyền, cho xe đưa tôi xuống Vịnh Nhỏ được không? Có chuyện gấp à? Không, tìm người lạc thôi. Chắc dùng xe trong 2-3 tiếng, có khi 4-5 tiếng cũng không chừng. Bên anh có xe không? Để tôi xem, đợi nha. Tiểu Văn, chở anh Uy đến Vịnh Nhỏ, tôi trực thay cho cậu. 11 giờ đến bãi lấy xe. Vâng ạ. Anh Quyền, đưa anh Uy ra Vịnh Nhỏ, đợi chở anh ấy về. Tôi đi trước nha. Xe 7654. Cảm ơn. Sếp, chúng ta đi được rồi. Đi thôi. Anh ngồi đằng sau. Được. Chào anh Quyền. Hôm nay đến phiên anh lái xe à? Đội xe bận lắm, tôi thay ca thôi. Đi thôi. Qua đó kiểm tra xem đâu mất rồi. Chạy vào trong rồi. Này này này. Này, đứng yên. Tôi là cảnh sát. Cảnh sát đây, dừng tay lại. Cảnh sát đây, bỏ vũ khí xuống, giơ tay lên. Đồng nghiệp đây, họ cố tình gây thương tích, khởi tố đi. Anh đứng yên, chi viện đang đến. Tiểu Trung, chú Quyền, chú về rồi à? Xin lỗi, tôi về sở để cho lời khai nên đến trễ. Tạm biệt, về tôi về nhé. Đợi đã. Hôm nay nó có ngoan không? Nó ngoan lắm. Cảm ơn cô, cảm ơn chú. Tiểu Trung, đọc cho bố nghe đi. Một. Hai. Tiếng Anh sắp giỏi hơn bố rồi. Hôm nay con ở trường học được gì? Giá bao bố. Là bao bố mà hội từ thiện dùng để quyên góp. Con làm được bao nhiêu cái? Nhiều lắm. Nhiều như thế này hả? Nhiều nhiều lắm. Có nhiều bằng này không? Nhiều lắm. Con giỏi quá. Chú Quyền, vậy tôi về nha. Tạm biệt. Để bố nấu cơm cho con ăn nha. Tạm biệt, không tiễn nha, không cần đâu. Thúy Hân, cô đến rồi à? Xin lỗi tôi đến trễ. Cô muốn ăn gì thì đi lấy nha. Không cần đâu, trên bàn còn nhiều mà.
Bảo em đi lấy thì đi lấy đi. Trên bàn làm gì còn thức ăn? Cứ thích tỏ vẻ biết điều. Thế mà để anh ngồi ở đây đợi. Sao hả? Ra vẻ tiểu thư à? Đi thôi, tôi đi lấy thức ăn với cô. Món cá này lúc nãy bọn tôi mới ăn. Cũng được đấy, cái viên này cũng được lắm. Thật ra tôi không có đói lắm đâu. Dù sao tôi vẫn chưa no. Cô ăn chung với tôi nhé. Cô thích ăn rau phải không? Tôi lấy cho cô nhé. Cùng nhau ăn. Tuy quán này của anh, em cũng không cần lấy nhiều như vậy. Này, anh tưởng quán này là do anh mở sao? Cậu anh mở đi, nên anh mới có thể sống nhờ ở đây. Bây giờ làm như tôi không có tiền trả vậy. Hay quá nhỉ. Cô chỉ là nhân viên phục vụ thôi, có tư cách gì mà lên tiếng. Anh Châu à, ý tôi không phải như vậy. Ý tôi là anh rất hẹp hòi để bụng. Tôi có nói nhiều tiền lắm mà. Anh sỉ nhục tôi như thế vui lắm sao? Các người coi kìa, nhân viên phục vụ thôi mà lớn lối như vậy. Có cần phải nhắc đi nhắc lại tôi chỉ là con phục vụ không? Đúng thế, tôi chỉ là nhân viên phục vụ. Anh tưởng anh giỏi lắm hả? Anh cũng là nhân viên phục vụ, giống như tôi mà. Ai cũng biết rõ anh không phải là đại thiếu gia gì hết. Tôi làm gì chả có liên quan đến cô. Em về trước đây. Này, em làm gì vậy? Này, em định đi đâu vậy? Này, Liên Thúy Hân, em đứng lại. Em làm sao vậy? Em chỉ đến trễ một chút, anh nổi nóng làm gì chứ? Thằng bé em đang chăm sóc bị mắc bệnh tự kỷ. Chẳng lẽ bỏ nó ở nhà để chạy đến ăn cơm với anh sao? Lại là thằng nhóc ngu si đó và bố của nó hả? Anh muốn nói lâu rồi, em nghỉ việc đi. Em không làm việc này thì làm việc gì đây? Anh nuôi em hả? Anh không muốn em làm. Không muốn nói với anh nữa. Này, anh chưa nói hết đâu. Này, giờ em nổi giận chuyện gì vậy? Anh đang nói với em đấy. Anh đã làm sai gì? Liên Thúy Hân, em đứng lại cho anh. Anh vẫn chưa nói xong. Em chịu không nổi nữa rồi. Ngày mai mới nói tiếp. Cả hai nên bình tĩnh lại đã. Có chuyện gì thì hôm nay nói cho hết đi. Em không muốn nói nữa. Chúng ta mai mới nói đi. Em phải về nhà. Anh làm gì vậy? Tránh ra. Tránh cái gì? Tránh ra. Cô lại muốn gì nữa? Sao hả? Muốn đánh tôi à? Có tin là tôi báo cảnh sát không? Làm thử xem. Thôi bỏ đi Tiểu Thiện. Cô vào trong trước đi. Cô vào trong trước đi. Có chuyện gì chứ? Chúng ta để ngày mai nói tiếp được không? Coi như em xin anh đi. Được. Được rồi, ta vào trong thôi. Con thức rồi hả? Bố làm bữa sáng cho con ăn nha. Con muốn ăn gì? Ăn cơm gà. Con nhỏ không nên ăn nhiều thịt quá. Ăn rau nha. Không chịu. Con muốn ăn cơm gà. Đánh răng rửa mặt trước đi. Đánh răng không phải như thế. Con nhìn nè. Bên trên rồi xuống dưới. Nhẹ chút. Ngoan lắm. Châu Giang Hán, cậu ở đó làm gì vậy? Nướng cá. Quán còn nhiều việc chưa xong lắm. Cho dù mẹ cậu là em gái tôi, cũng không có nghĩa cậu không cần làm gì cả. Thank you.
Ai thế? Tôi đây. Anh làm gì nữa? Thúy Hân không có ở đây. Mới sáng ra đã đi đâu vậy? Ai mà biết? Anh ồn ào quá, tôi đang ngủ đây. Tôi đang tìm người. Cơm gà, Tiểu Trung muốn ăn cơm gà. Tiểu Trung muốn ăn cơm gà. Ngoan đi. Tim con yếu, không thể ăn nhiều thịt. Cơm gà, mấy ngày nữa bố xào cho con ăn. Không chịu. Cơm gà, cơm gà. Ngoan đi, vài bữa nữa bố làm cho con ăn. Chuyện gì vậy? Hôm nay Tiểu Trung không ngoan. Tiểu Trung, con không được đánh bố. Mau ăn đi. Để chị đút cho em ăn. Thế mới là bé ngoan. Ăn xong chúng ta xem phim hoạt hình nhé. Nào. Tối nay tôi sẽ về lúc 7 giờ. Được, tôi biết rồi. Đường Thư Diện và đường Giới Ngân dạo này có nhiều trộm cướp. Chúng ta điều thêm người tuần tra khu đó. Rõ. Cô giúp tôi sắp xếp lại lịch trực. Rõ. Vậy tôi đi ăn nhé sếp. Được. Châu Giang Hán, anh đang làm gì vậy? Anh có thể làm gì chứ? Thì đợi em. Đợi em. Đợi em làm gì? Tối qua em đi đâu? Tối qua em không đi đâu cả. Sáng 7 giờ anh đã đến gặp em mà em không có ở nhà. Em đi đâu? Tối qua em không ngủ được nên ra biển hóng gió. Ra biển? Em định lừa anh hả? Em định lừa anh làm gì chứ? Em đi chơi với trai. Anh điên rồi. Thế em nói đi, em đi đâu vậy? Hôm qua chúng ta cãi nhau. Em không ngủ được nên ra biển. Sau đó em đi làm. Anh không tin. Anh không tin cũng đành chịu. Em nhìn xem đây là gì. Uổng công anh sáng sớm đã dậy nướng hai con cá này cho em. Không ngờ em lại đối xử với anh như vậy. Em đi chết đi. Tiểu Thiện, cô có ở nhà? Tôi có thể đi đâu được chứ? Nhà thì nhỏ. Lại cãi nhau à? Không sao. Quyền,
Anh đang nhìn gì vậy? Chuyện nhỏ thôi mà. Sao lại là chuyện nhỏ? Con gái Hồng Kông thích thế mà. Cái này gọi là phong độ. Phong độ là gì? Anh xem thằng mập đó hạnh phúc chưa kìa. Đến rồi à? Hai anh đang nói gì vậy? Không, đang nói cô gái đó đấy. Cô ấy đang rất hạnh phúc. Thằng mập xách túi xách cho cô gái đó. Thế thì đã sao? Gì chứ, đàn ông mà xách túi giùm con gái, thật là khó coi. Thằng đó xách túi thì được, còn tôi thì nói không được à? Này, cảnh sát, đứng lại. Cô ơi, cô không sao chứ? Không có sao, anh làm gì vậy? Tôi là cảnh sát, cô cứ bình tĩnh. Cô có bị thương không? Không. Cô có cần kiểm tra vết thương không? Cô ơi, nhìn cho tôi mượn xe đạp. Anh mượn để làm gì? Bắt cướp. Cô có bị thương không? Có cần vào bệnh viện kiểm tra không? Không cần đâu, tôi không có thời gian. Được, thế thì cùng tôi đến sở cảnh sát cho lời khai. Tôi có hồ sơ quan trọng cần phải đưa cho sếp. Hay là anh đi với tôi nhé. Cô ơi, công ty của cô ở tầng mấy vậy? Tầng 5. Dám đánh lén tôi hả? Đứng yên. Đánh lén tôi hả? Còn dùng giày cao gót đạp vào bụng tôi. Cảnh sát đi, đứng yên. Nhiều cọc tiền đô Mỹ thế. Huh?
Tiểu Trung, em làm gì vậy? Tiểu Trung à, không được uống, không được uống đâu. Nhổ ra mau, giờ lắm. Còn khát nước, cho nó uống nước đi. Em ngoan đi, nếu không lần sau không đi em đi chơi nữa đâu. Nhổ ra hết đi. Ngoan đi, nhổ ra đi. Chú yên tâm, cậu ấy vẫn chưa nuốt. Đường cơ đi đẹp lắm, anh quá khen. Bia đây. Châu Văn Hán, anh đang làm gì vậy? Lại chơi với bọn chúng hả? Bạn bè lâu lâu gặp nhau không được sao? Anh lại nợ tiền anh ta à? Không, lại đánh bạc nữa phải không? Đã bảo không có mà. Anh đừng gạt em nữa. Anh không muốn nói với em nữa. Anh Đại Kim, anh Đại Kim, bia đây. Mày không thấy tao đang chơi à? Châu Văn Hán, tiền mày nợ tao khi nào trả đây? Em sẽ nhanh chóng trả lại cho anh thôi. Nhớ đi, em trả tiền lời cho anh trước nha. Lần này tao đến tìm mày không phải để đòi nợ, mày yên tâm. Tức là sao? Tao đang có một vụ làm ăn, sẽ cho mày làm chung. Đến lúc đó thì mày có thể một lần trả hết nợ cho tao. Làm ăn gì vậy? Vẫn chưa đúng thời điểm. Khi nào được tao sẽ nói cho mày nghe. Được. Tao đang chơi pizza, mày ra ngoài đi. Được. Sếp Lâm, mà cứu chúng tôi với. Anh ra tôi muốn đốt quán và giết mọi người trong đó. Bố chú Canh và cháu của tôi đang ở trong. Để tôi đi với cô, gọi cho trụ sở. Lão già chết tiệt, bảo ông ta đưa tiền một chút không được. Phải cho ông ấy thấy sự lợi hại của tôi mới được. Tránh ra. Chú An, anh là ai? Có chuyện gì? Cảnh sát đây. Đừng có nhiều chuyện. Tôi phải cùng chết với hai lão già này. Bảo ông ta đưa tiền, ông ta không chịu. Bây giờ tôi đang mắc nợ người ta. Bọn chủ nợ muốn đến tận nhà chém tôi thành trăm mảnh. Hôm nay tôi sẽ tính sổ với họ. Còn cái quán này nữa, các người muốn tôi chết chứ gì? Tôi sẽ cùng chết với các người. Tôi đã mở bình ga rồi. Các người không được vào đây. Vào đây chỉ có nước chết thôi. Cảnh sát đang làm việc, tránh qua một bên. Tình hình bên trong thế nào? Bên trong có một người đàn ông đang uy hiếp ba con tin còn mở cả bình ga. Bên trong là anh tôi, anh ấy giống như đang lên cơn điên vậy. Anh ấy đòi tiền của bố không cho, nên anh ấy cầm dao chém người. Chú Canh giành ra bị anh ấy chém nhiều nhát, chảy rất nhiều máu. Người còn lại là ai? Con trai anh tôi, Tiểu Ba. Có cách nào vào bên trong không? Bên trong mở bình ga rồi. Giờ cô xông vào nguy hiểm lắm. Để tôi thông báo với chuyên gia đàm phán. Cô đi theo tôi. Có ai không? Có chuyện gì vậy? Có thể kiểm tra trần nhà của cô không? Kiểm tra trần nhà làm gì? Có thang không? Ở phía sau. Cảm ơn. Anh không thể vào trong đó được đâu. Tôi còn phải kinh doanh nữa. Qua đây. Anh là ai vậy? Anh kéo tôi ra đây làm gì? Nhà kế bên đang có chuyện, nên muốn mượn chỗ này của cô. Thì anh cứ qua bên đó giải quyết. Anh làm gì vậy? Sao lại lấy thang ra đây? Để tôi ra sau xem. Được. Tôi nghĩ có thể qua bên đó. Qua bên đó? Anh điên rồi sao? Trần nhà bằng thạch cao thôi, sao trường qua đó được? Không được thì tôi sẽ xuống lại. Hợp tác đi được không? Lâm, bảo với anh Uy là cửa sau đã bị khóa. Tôi sẽ ở đây canh. Vâng, thưa sếp.
Đừng có dỡ cả tiệm của tôi đi. Xin lỗi, nó nhỏ thôi. Nhà kế bên nghe rõ lắm, rất nguy hiểm. Ngửi thấy mùi khí ga chưa? Nếu nó phát nổ thì cô cũng phiền đấy. Nổ hả? Tại sao không có ga thế? Không có tiền đóng phí. Mày có khi nào về nhà đâu mà biết. Giờ tôi hả? Muốn ép tôi chết phải không? Được, cả đám cùng chết vậy. Muốn ép tôi chết phải không? Mọi người hãy bỏ phiếu cho tôi. Dừng xe lại. Xin lỗi. Có chuyện gì vậy sếp? Anh có thể mở loa phát thanh to lên được không? Cảm ơn. Cái này là trực tiếp mà. Càng tốt. Anh dùng micro nói đi. Nói gì đây sếp? Anh là nghị viên Trần Hữu Khang phải không? Anh nói là tôi là Trần Hữu Khang. Mọi người hãy bỏ phiếu cho tôi. Nói lớn lên, hào hứng lên. Rồi sẽ có nhiều người bỏ phiếu cho anh. Nói lớn lên, lớn hơn nữa. Tôi là nghị viên mã số 1 Trần Hữu Khang. Chính sách ứng cử của tôi bao gồm y tế, giáo dục. Nghị viên Trần Hữu Khang có thể xoay cái loa của anh ra đằng sau không? Nó xoay không được, xe thì xoay được. Thế thì anh xoay đầu xe đi để tôi giúp anh. Bên này cô chặn xe theo hướng này. Anh chỉ cần nói lớn tiếng là được. Nói lớn lên nha. Tôi là nghị viên mã số 1. Nói lớn lên, đúng rồi. Chính sách ứng cử của tôi bao gồm y tế, giáo dục. Xin mọi người hãy bỏ phiếu cho tôi. Mọi người nhớ bỏ phiếu cho tôi. Muốn dụ tôi mở cửa hả? Nằm mơ đi. Chính sách ứng cử của tôi bao gồm y tế, giáo dục. Chú An, mở cửa đi, từ từ thôi. Không sao đâu, đưa chú ấy lên xe cứu thương. Bố không sao chứ? Khóa anh ta lại. Tìm người qua đây giúp đi. Đưa anh ta lên xe. Các anh có ai thấy Lữ Kiêu Mỹ không? Không. Anh ta đâu rồi? Sếp, tôi định đi theo sau anh Quyền để chỉ diện cho anh ấy. Nhưng mà chúng tôi đã bắt được tên tội phạm rồi. Anh đang làm gì vậy? Tôi bị kẹt rồi. Đem thang đến đây. Tôi sẽ chỉnh giúp cô leo lên trên đi. Rõ. Nè, sao anh lại ra nông nổi này? Xin lỗi. Càng giúp càng rối mà. Cũng may không làm hỏng gì. Tôi không dám lên tiếng luôn đó. Tôi đang đợi mọi người khống chế hiện trường xong mới dám lên tiếng. Không phải chứ. Để lập hồ sơ. Cười lên đi.
Tiểu Trung, ăn cơm thôi. Về rồi hả? Có cơm rồi nè. Tiểu Trung qua đây, ngồi xuống đi. Ăn cơm thôi. Cô về đi. Được. Tạm biệt Tiểu Trung nhé. Chào chú Quyền. Chào cô nha. Tiểu Trung, Tiểu Trung, Tiểu Trung, Tiểu Trung, Tiểu Trung à, Tiểu Trung. Chú Quyền, Tiểu Trung